Hello, xin chào tất cả các bác. Hiện tại tôi và anh Hiệu đang ở dự án Aqua City của Novaland. Đúng rồi. Thì đã quay một cái video nhà thô rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi nhà mẫu nhé. Nhà mẫu của dự án này. Đây. Hôm nay rất là đông khách. Ồ, đông khách đúng không? Đúng không? Ừ. Rồi, hôm nay rất đông khách nên bây giờ chúng ta đi nhà mẫu các bác nhé. Nhà mẫu này là ngang 6, dài 20. 20 đúng không? Ok. Một trệt 2 lầu. Rất là rộng, có nghĩa là đất rất là rộng đấy các bác ạ. Đúng rồi, rất là rộng. Thì đây là phía trước đi vào của nhà các bác nhé. Rồi, coi cái cổng coi. Người ta sẽ bàn giao cái cổng như thế này các bác ạ. Cổng sắt như thế này. Rồi, chỗ này chỗ đổ xe ô tô nhé. Nhưng mà chỗ này người ta làm lại cho nên là lấy cho các bác về các bác làm lại ô tô nhé. Đổ ô tô hoặc là các bác lát ô tô theo ý của bác nhé. Chỗ này người ta thiết kế nhà mẫu theo phong cách nước châu Âu, khu vực Thổ Nhĩ Kỳ ấy. Địa Trung Hải vậy các bác ạ. Hy Lạp gì đấy. Nhìn cái kiểu như thế. À, thì cái nhà hoàn thiện nói này nó sẽ là như thế này các bác nhé. Đây. Ủa đẹp. Wow. Đây, đây chỗ này là này. Ok. Rồi mình đang đi vào trong bên trong nhà mẫu của cái dự án này. Đây phong cách. Wow. Giống như ở Hy Lạp gì á, giống như hả? Giống như là Ai Cập Hy Lạp gì đấy. Cái phong cách như thế các bác ạ. Belarus. Đây nhà mẫu nha các bác. Đây là cái khi mà đi vào ấy, thì người ta sẽ bài trí ở đây, đó là một cái phong cách ở đây. Đó, một phong cách như thế này. Rồi. Đây là chúng ta. Rồi, đây là bàn ăn. Rồi, đấy. Wow. À không, em không live stream nữa, không live stream. Em đang quay video về cho dàn gia đình coi. Dạ. Đấy. Tuyệt vời. Đây người ta đây người ta có thể làm cái thác nhá. Thác nước còn được. Thông trần này. Ừ, chỗ này thông trần đúng không? Nếu mà làm thác nước được đúng không? Thác nước ở trên kia mà nó chạy xuống được đúng không? Nếu mà làm theo kiểu như thế này, cực kỳ. Ừ, đúng. Làm đây. Và ở đây. Đây. Đây là bếp. Cái phong cách này đúng là nhìn nó lạ thật đấy, giống như resort đấy. À, rất là rộng và rất là thoáng. Thoáng đúng không? Khách vào đây cực kỳ thích. Ừ. Khách mình vào đây thích. Em cũng rất là thích luôn ạ. Vô cùng thích luôn. Nhưng mà nói 6 tỷ thì hơi không thì tiền nào của đấy thôi. Ừ. Chứ Nova làm này. Nhưng mà anh biết nếu mà làm nội thất như thế này thì bao nhiêu tiền không? Nội thất căn này chắc cũng phải đôi tỷ là ít. Kinh nhỉ. Ồ, nó làm cái kiểu đẹp kinh lẽ. Lần đầu tiên em vào một cái kén như thế này luôn á. Thế hả? Ừ. Đẹp thật. Để em coi sau này cái. Rồi cái này là 6x20 thôi các bác ơi. Phía bên kia là 6x25. Thì lối ra một tí. Đây khoảng chỉ có một cái khoảng như thế này thôi. Khỏi vào, khỏi lối các bác nhé. Để em coi cái này một tí. Cô giống như cái khu spa resort gì ấy. À, đi. Cái này mà vợ em mà ấy thích mê luôn. À, trời. Ngầu quá. Xịn sò. Đảo quá. Đảo quá. Mua căn này như thế này quá sướng, nó sẽ không như thế này quá sướng. Đi ngoài đường không mua nhưng mà thấy dự án là mua. Mua đúng không anh? Ừ, đẹp. Em coi cái nhà vệ sinh ở đây một cái coi. À, nhìn cái đó để kho. Cái kho đúng không? À, đúng rồi. Phải coi cái design của họ như thế nào, đẹp kinh. Lấy vệ sinh ở trên. Ừ. Cái này là bằng gỗ nhá. Làm đi gỗ luôn, phong cách là Thổ Nhĩ Kỳ. Địa Trung Hải. Wow. Quá đẹp. Anh thấy nhà nào nó làm thông tầng thế này? Hay là sao? Cái design thông tầng thế này sao? Hay là cái này là một trong những cái mà option thôi. Option thôi đúng không? Là ok. Đây thông tầng các bác này. Quá đẹp. Ok. Wow. Một căn 6-20 mà như một căn biệt thự. Không, em nghĩ đấy 6-20 là thuộc dạng gọi là như là biệt thự rồi đấy. Wow. Ui cái design này đẹp quá. Lạ mắt quá. Hai vợ chồng ở đây là yêu nhau quên năm các bạn. Lạ ha. Đúng là giống như chung là vào đây cuộc sống thấy nó thư thái đúng không? Đây cái người ta đi ra như kiểu như thế này các bác. Nếu mà làm cái nội thất này chắc thêm 2 tỷ nữa. 2 tỷ.
cái kiểu này. Ok. Phía này đi ra đó, thì tôi không biết rằng là các cái mẫu khác thì họ có thông tầng như thế này, làm cái kiểu như thế này không, nhưng mà nếu làm như vậy đúng là đẹp, làm cái nhà nó thoáng kinh khủng luôn. Nếu ở Sài Gòn chắc nếu mà có tiền thì cũng làm như thế này. Đây là phòng ngủ chính các bác nhé, phòng ngủ dành cho gia đình, do chủ căn hộ. Thì mình mua thì về mình làm theo cái design này thôi. Đây là cái phòng này. Phòng 8 cũng có hai phòng design theo kiểu hai bra bro như này. Rất là đẹp. Rất đẹp luôn. Thực ra nó giống cái resort trong cái nhà. Đúng không? Họ thiết kế như cái resort đúng không? Hai vợ chồng ở trong này thì không biết là cảm giác thế nào nữa. Thực sự đã luôn. Đây là cái nhà vệ sinh nha. Ngoài vệ sinh mở ra nhìn cái cửa thì nó ghét thật chứ. Ở đây rồi. 48. Đây. Bên ban công. Ra đi, ra nhìn xuống. Okay. Wow. Nếu bác đi từ trên Sài Gòn về thì như tôi nói lúc nãy là khoảng tầm 4 mấy, gần 1 tiếng. Đó. Chưa kể tôi nghỉ kẹt xe đấy, nhưng mà rõ ràng là các bác nhìn thấy cái cơ hội đó là nếu như có cầu anh hiểu nhỉ, đúng không, thì là mình sẽ nhìn được cái cơ hội như thế. Đây cái nơi đọc sách các bạn này. Đấy. Thì nếu mà anh hiểu em hỏi tí, nếu mà mình mua về mà mình ví dụ mình không muốn một cái kiểu xong như thế này thì sao? À, nó có là kính. Nó kính đúng không? Nó là trần, cái này thì nó có kiểu như này và kiểu khác nữa. Cái này có thể làm một bể bơi đúng không, hồ cá đúng không, hồ cá đây đúng không? Okay, nhưng mà đây nó là cái giếng trời để lấy ánh sáng. Dạ. Ở đây người ta trồng cây sương rồng. Cảnh. Rồi, ok, đi lên đi Hiểu ơi. Đây thử đi. Đó là để lấy sáng. Dạ. Đó là không từ đó xuống rồi từ đây xuống. Cái nhà này người ta lắp sàn gỗ hết các bác ơi. Rồi. Trên này lại làm quán bar. Theo kiểu quán bar nhỉ? Còn này có thể lắp làm thờ được nhé. Làm bàn thờ hoặc là khu thờ hoặc là khu đọc sách hoặc là khu tập thể thục thể thao ấy. Hoặc là phòng giặt ủi á. Có thể bên này hoặc là phòng ngủ bên này được đúng không? Hay quá. Design này rất là lạ nhé. Như bản thân em đi có rất là nhiều những cái nơi mà ấy rồi, nhưng mà design này nó rất là lạ. Lạ, nó thoáng. Lần đầu tiên thấy design kiểu thế này nữa, design kiểu Địa Trung Hải, kiểu Thổ Nhĩ Kỳ này nữa. Có tiệm này coi. Okay. Này là khu ấy này. Đây, xin bạn cho đi. Một thùng ngủ này. Anh hiểu em hỏi tí, lúc nếu mà mua về là cái trần này là nó thông lên như bên kia. Đúng rồi. Có nghĩa là em phải về em phải lắp thay cao đúng không? Đúng rồi, phải làm lại thay cao, phải làm thay cao đúng không? Đúng rồi. Bên kia là dao nó khô ấy. Đó thôi. Trần thông. Một trần thôi đúng không? Đây ra sông Đồng Nai. Dạ. Đó mới lâu mà. Đang thay thông đá view đá này. Dạ. Thằng chú hiện tại đang làm rồi mà. Chú rất nhiều đó. Đi học. Sài Gòn quá. Dạ. Kế bên kia Vin kìa, đó. Dạ. Vin. Cái từ đây qua bên Vin nha, các bác thấy mấy cái cầu ấy không? Thì cách khoảng tầm 2 km thôi các bác. Từ chín cái nhà này qua bên kia khoảng tầm 2 cây. Mà các bác nếu muốn một đi qua sông thì chắc đỡ cây không đến cây số. Dạ. Quá hay. Còn phía bên này là cao tốc các bác nhá. Đấy, phía đây này nhìn là cái cao tốc ở trên kia nhá, bên xa kia nhá. Đó, còn phía này đi lên là các bác là lên Biên Hòa này, Biên Hòa bên kia rồi các bác kìa. Đó mấy cái tòa nhà kia là Biên Hòa đó. Đó, ở ngoài kia là biệt thự, mấy biệt thự cao cấp, mấy biệt thự ngoài kia chắc mấy chục tỷ. Các bác biết cái đẳng cấp của Novaland này mà. Hàng toàn hàng cao cấp. Ok. Này tối ra đây nướng BBQ. Dạ, rồi, ok. Rồi, đi xuống anh Nhiệu ơi. Đây mình. Khách anh thích căn này lắm. Cao
mê mẩn căn này luôn. Đi đi chụp. Khách trong này đông thật. Ừ. Đông đúng không? Mày đông. Cái khu này là cái đấy mình tìm được nhau này ạ. Cái này tận dụng của làm nước tư bản. Sau này thiết kế thì khác sau khác thì sau này nó. Nhưng nghe nói 6 tỷ kinh. À thì 6 tỷ bình thường mà. Chắc là do mình ít tiền đấy nên mình thấy cái cho người ta mua rất là nhiều. Đấy. Ok các bác ha. Đấy thì tôi giới thiệu cho bác thế thôi. Quay là như thế. Hôm nay đông khách lắm. Rồi. Rồi, tôi đi ra các bác nhé. Qua đây. Ui, thích cái chỗ này ghê luôn. Thích cái kiểu design này ghê. Ngồi đây nhìn ra view đã chưa sướng ấy. Ok xong không biết thông không gian rộng chỗ này đặt tivi.